gây tranh cãi về việc nhảy nhót trên sân khấu, Ngọc Sơn nói gì. Suốt nhiều năm đi diễn, mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, dù với vai trò giám khảo, khách mời hay ca sĩ, Ngọc Sơn đều không ngần ngại phô diễn tài năng nhảy múa của mình để chiêu đãi khán giả. Không chỉ thường xuyên luyện hát để giữ giọng, Ngọc Sơn còn rất quan tâm đến việc rèn luyện khả năng vũ đạo để phục vụ khán giả. Phần lớn các điệu nhảy đều do nam ca sĩ tự sáng tạo, nhiều khi anh còn ngẫu hứng trên sân khấu. Ở tuổi không còn trẻ nhưng Ngọc Sơn sẵn sàng thực hiện các động tác khó, đòi hỏi kỹ thuật trình diễn dẻo dai. Thậm chí anh không chỉ đứng nhảy mà còn ngồi nhảy, có lúc còn làm hẳn ra sân khấu trước sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ. Các màn trình diễn hát, nhảy của Ngọc Sơn nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những khán giả tỏ ra thích thú, hào hứng thì cũng có không ít người cho rằng không phù hợp khi nam ca sĩ. Nhiều lúc còn nhảy sung quá quên cả hát và các điệu nhảy không phù hợp với độ tuổi của anh. Trước những ý kiến khen chê về phong cách trình diễn của mình, mới đây Ngọc Sơn bày tỏ, anh đón nhận tất cả điều đó với tâm thế hết sức bình thường. Không sao cả, tất cả đều vui nhưng khán giả phải công nhận một điều rằng Ngọc Sơn có những độc chiêu riêng mới là Ngọc Sơn, nam ca sĩ chia sẻ. Cũng theo Ngọc Sơn, để có được chất riêng đó, anh đã phải bỏ thời gian và công sức tìm hiểu, nghiên cứu về tất cả các điệu nhảy trên thế giới. Vì thế, những động tác nhảy của anh trên sân khấu được giới chuyên môn nhận xét luôn có sự uyển chuyển, mượt mà và lôi cuốn nhất định. Đặc biệt, Ngọc Sơn tiết lộ, điệu nhảy đặc trưng của anh bắt nguồn từ lần anh trình diễn ca khúc Lời Tỏ Tình Dễ Thương. Chia sẻ về kỷ niệm đặc biệt này, Ngọc Sơn kể, buổi biểu diễn hôm ấy anh vừa nhảy vừa hát còn bị hụt hơi vì không kiểm soát được hơi thở. Mặc dù vậy anh nhận thấy các vị khách mời đến từ Nhật Bản dường như vẫn thấy được điều bí ẩn trong điệu nhảy của mình. Nam ca sĩ tự tin cho rằng cũng là những động tác như người khác nhảy thôi nhưng điệu nhảy của anh lại ẩn chứa sự đặc biệt trong đó. Sau biến cố mẹ qua đời, Ngọc Sơn sống một mình tại căn biệt thự ở Quy 1, thành phố Hồ Chí Minh thời gian gần đây. Nam ca sĩ chia sẻ việc anh đã quyết định quyên tặng căn biệt thự trị giá 400 tỷ đồng này sau khi qua đời. Tình yêu hiện tại của tôi là âm nhạc, được cống hiến cho khán giả gần xa. Khi mẹ qua đời, tôi cạn sạch tiền. Nhà cửa, vật chất với tôi bây giờ không còn quan trọng. Nhà ở thành phố Hồ Chí Minh tôi cũng tặng lại cho bà con làm từ đường. Tôi đã đăng ký hiến thân xác cho y học, được đại gia đình yêu thương, ủng hộ là hạnh phúc lớn lao nhất của tôi hiện tại. Tôi muốn cống hiến thêm như kiếp tầm nhà tơ, Ngọc Sơn bộc bạch.